Thân chào các bạn, hôm nay Gulfstream bay sang tỉnh bang Arizona và sẽ ghé thăm thành phố Scottsdale. Đây là thành phố nằm ở phần đông, giáp ranh với thành phố Phoenix với dân số khoảng chừng 250.000 người. Điểm đặc biệt của thành phố này là khu phố cổ Old Scottsdale, được xem là trung tâm văn hóa chính thức với nhiều sự lựa chọn ẩm thực, mua sắm và giải trí về đêm. Và cũng ở gần đây là tiệm Area Nail Spa số 2 mới khai trương vào đầu tháng 3. Mời các bạn cùng góp stream và tham quan tiệm Area Nail Spa nhé. Bạn vừa tham quan khu quầy lễ tân và khu làm manicure. Và sau đây là khu làm pedicure với ghế là Maravilla của công ty Gulfstream. Là Maravilla Spa được làm bằng thủ công kiến đặc trưng của Gulfstream. Chân đế bằng gỗ cong, ghế massage chất lượng cao với hệ thống con lăn shiatsu hoạt động bằng cách tạo áp lực lên tất cả những điểm cần thiết với những chức năng như ấn huyệt, đấm, xoa và lăn. Tất cả các chức năng này có thể được điều khiển bằng remote, cho phép khách hàng tùy chỉnh trải nghiệm của họ. Với phong cách sang trọng và sành điệu, các điểm đặc trưng khác lạ khác của ghế là Maravilla là khay làm móng tay chống acetone được tích hợp trên cả hai mặt, có thể nâng lên hoặc cất đi dễ dàng. Ghế có 9 màu chậu thủy tinh khác nhau, chịu được sự va đập và chịu được nhiệt độ cao. Bục để chân giúp khách hàng gác chân thoải mái và giúp cho thời dễ dàng thao tác hơn. Điểm đặc biệt là da ghế kháng acetone và vi khuẩn với nhiều màu sắc phong phú và mẫu mã đa dạng. Các bạn thấy tiệm Area Nail Spa sang trọng không? Nếu các bạn có dịp qua thành phố Scottsdale hay thành phố Phoenix ở bang Arizona thì các bạn nhớ ghé thăm tiệm Area Nail Spa sang trọng này nha. Một tiệm nail đẳng cấp như vậy rất cần ghế La Maravilla hiện đại của Gulfstream. Các bạn nhớ bấm like, comment hoặc share video này trên Facebook hoặc YouTube. Xin hẹn gặp các bạn vào những chương trình kế tiếp.